là cái buổi hôm nay là như này này, hôm trước có chúng tôi đã có một cái buổi là cô Lê Kim Thư là chính là tác giả của cái phần này của sách giáo khoa, cái tri thức cô ấy nói rồi. Nhưng hôm trước tôi có nghe cô Thư nói thì cô Thư nói rất là cẩn thận, rất là kỹ càng rồi, nhưng mà tôi cảm giác là cô Thư thì hơi sa đà vào các cái thực hành đầy đủ tỉ mỉ, nhiều khi lại quên mất những cái phần nói tổng thể, nói kiến thức chung về phần mềm, như là một cái vì trước khi mà chúng ta mà tìm hiểu được các cái tính năng của phần mềm, chúng ta phải hiểu như nó như là một cái phần mềm bình thường và cách chúng ta khai thác là như thế nào. Nhưng mà tôi muốn có cái buổi thứ hai để cho tôi để bổ sung thêm cho cô Thư hôm trước. Đó thì chúng ta sẽ làm quen với phần mềm Inkscape, là phần mềm đồ họa vector, thì nó luôn luôn là thì các bạn thấy là ở trong cái chương trình đồ họa, thiết kế đồ họa đấy của cái sách giáo khoa tin học 10 là trung phổ thông ấy, thì nó có hai cái phần mềm, hai hướng, một là thiết kế đồ họa vector, hai là phần mềm xử lý ảnh, hai khác nhau. Phần mềm mà đồ họa vector là phần mềm mà là phần mềm mà chuyên xử lý các cái hình ảnh đồ họa, tạo ra các file đồ họa vector. Còn phần mềm xử lý ảnh là chỉnh sửa ảnh trên các cái tệp ảnh, ảnh điểm, tức là ảnh bitmap đấy. Chúng ta nên có hai cái điểm mà rất là khác nhau nhé. Thì Inkscape là phần mềm như vậy, là cái phần mềm mà nó làm việc với cái file đồ họa vector, là cái file có cái đuôi là SVG. Cái SVG là cái file mà nó là text file, nó rất kích thước rất là nhỏ, nó khác hẳn với cái file bitmap, là cái file nó rất lớn, cái file ảnh là nó rất lớn. Thì mỗi một cái tệp SVG mà phần mềm Inkscape tạo ra, nó là một tập hợp các đối tượng đồ họa vector ở bên trong. Thì mà chúng ta sẽ làm quen với cái phần mềm đó nhé. Thì có một chú ý rằng là mỗi một cái đối tượng đồ họa ở trong cái file SVG đấy mà chúng ta sẽ khai thác ấy, nó là một cái phương trình hay là một cái mô tả toán học của một đối tượng đồ họa. Chính như vậy cho nên là khi mà nó lưu thì máy nó không lưu qua cái điểm ảnh, nó chỉ lưu qua cái phương trình đồ họa thôi, cho nên nó rất là nhỏ trên game, nó khác hẳn luôn nhé, khác hẳn luôn là cái phần mềm xử lý ảnh, chẳng hạn như phần mềm Gmail hay phần mềm Photoshop, là cái phần mềm mà xử lý từng điểm ảnh của cái file ảnh, nó cái file file thật là file có đuôi là JPG chẳng hạn, file nó rất lớn, cái file như vậy có thể hàng chục mê, hàng trăm mê, vì mỗi một điểm ảnh như vậy là nó có mà mỗi một cái điểm ảnh, một cái pixel trên màn hình ấy, ảnh ấy, nó là có 16 triệu màu cơ, nó ứng là rất rất lớn, cái file nó rất lớn. Còn ở đây cái file đồ họa vector là cái file nó rất là nhỏ, tôi cho các bạn xem một chút về cái file đó nhé. Cái file đồ họa vector đó thì tôi cho bạn xem cái file đó đây. Ví dụ như đây nhé, đây là một cái file đồ họa vector này, cái file này này, cái file này nó chỉ có là một ca bài này, mà chúng ta có thể view nó lên ta xem được nó là cái hình ảnh gì. Đây đây là hình ảnh đồ họa của cái file đồ họa vector, của cái file SVG đây. Cái này mà cái hình ảnh này mà chúng ta mà đẩy ra cái file bitmap nó rất lớn, nhưng mà đối với đồ họa vector thì nó không thành vấn đề, nó là một cái file mà nó có 1 KB thôi, mà chúng ta có thể xem được cái nội dung bên trong. Nó là một cái file text, một cái file text để chúng ta có thể xem, chúng ta vào cái lệnh là view page sort, chúng ta xem. Thì đây chính là cái nội dung của cái đây, xem đây là cái file SVG, đây file cái dạng gần như HTML, như là XML đấy, đó. Cho nó rất là nhỏ, và tất cả các cái đối tượng mà ở trong cái hình ảnh kia đấy thì ở trên này nó là này, thì trên này nó mô tả bằng các cái, đây là phương trình của một cái đường thẳng này, phương trình của một cái đường gấp khúc này, đây là phương trình của một cái hình tròn này. Đó. Cho nên là cái đối tượng đồ họa nó là như vậy. Và theo như vậy là cái bài đầu tiên của cái sách giáo khoa, là cái bài là phân biệt cái ảnh đồ họa vector và cái ảnh bitmap, hai đó là hai cái điểm là khác hẳn nhau. Rồi thì tôi quay lại cái bài của chúng ta nhé. Thì cái phần mềm mà cái chúng ta làm quen ở trong chương trình cuốn sách kiến thức là nó có 4 bài thôi. Mà bạn nhìn thấy đây là các bài từ 12 đến bài 15, đó là những bài dành riêng cho học sinh là chọn tin học 10, nhưng mà chọn cái định hướng ICT, và nó chỉ có 3 tiết lý thuyết thôi. Bạn thấy không? Nó có 3 lý thuyết thôi, và nó có
năm cái thực hành, như vậy là chúng mà rất, như vậy học trên lớp rất là ít thôi. Như vậy chúng ta dạy cho sinh một lượng kiến thức rất là tối thiểu và học sinh sinh thực hành theo các bài học mà chúng ta đưa ra. Từ trước từng học hôm qua tôi nói rồi là cái phần mềm đây là một phần mềm công cụ để giúp cho người thiết kế đồ họa làm ra sản phẩm như là các cái logo, các cái banner, các cái banner quảng cáo, các cái thiệp mời. Thì đây là một cái nghề rất là hot các bạn ạ. Bạn nào mà học sinh nào hay là người nào mà có cái nghề này, thường thường người làm nghề này là người làm người họa sĩ chuyên môn để thiết kế các cái pano quảng cáo, bảng biểu, thiết kế các cái thiệp mời để cho cái nhà in. Ở trong một trường chúng ta phải làm các cái hội trường và làm trang trí cái hội trường những ngày lễ 20/1 chẳng hạn, ngày năm mới chẳng hạn, hay bất cứ lễ nào chúng ta phải trang trí cái pano ở đằng sau. Thì cái người mà làm cái nghề dùng phần mềm Inkscape này chính là người mà thiết kế các cái pano đó. Thì ai mà giỏi cái này thì hoàn toàn là có thể kiếm tiền được. Trên đây là một cái hướng, là đây chính là hướng dành riêng cho và là chọn định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đấy, nhé. Học sinh là muốn định hướng cái nghề là nghề thiết kế đồ họa cho học sinh thì học cái chương trình này. Mà muốn làm được nghề đó thì ngoài cái kỹ năng về phần mềm ra đấy, kỹ năng tin học ra, cần phải có cái năng khiếu về đồ họa nữa. Chứ không phải ai cũng làm ở đâu. Đấy. Giống như là nghề nghề đồ họa mỹ thuật, giống như là nghề nghề âm nhạc chẳng hạn. Không phải ai có thể hát được, không phải ai có thể làm nhạc sĩ được, dù chăm chỉ đến mấy nhưng mà không không có năng khiếu thì cũng không làm được. Thế đấy cũng vậy, cái đấy cũng vậy nhé. Cho nên là chúng ta chú ý là giáo viên chúng ta thì không, chắc không có ai là ít người mà có cái năng khiếu đó, cho nên là cũng vẽ một số cũng sao. Bản thân tôi hoàn toàn không biết tí gì về cái này. Bản thân tôi rất là kém về mặt hội họa, chứ tôi không thể vẽ được đẹp như là cô Thư đâu. Cô Thư là cái người mà tôi thấy có nhận xét là cô này là vừa là một nhà vừa là người là một giáo viên, một giảng viên dạy tin học, nhưng thầy cô này cô rất có khiếu về về vẽ. Cho nên cô này cô làm cái sách này, cô nghĩ ra là cái cô tạo ra các cái ví dụ mà rất là hay mà vẽ rất nhanh. Khi một cái ví dụ cô này làm ra thì người khác làm như cô Thư mà vẽ được cái hình đó trong khoảng là 10 phút, thì khác làm cả ngày chắc đã vẽ được xong như vậy. Đấy, cho nên chúng ta chú ý. Rồi thì tôi mô tả cụ thể nhé. Rồi, thì cái bài đầu tiên, bài 12 là cái bài là làm quen với giao diện phần mềm. Và cái bài này là nó có là hoạt động một là tìm hiểu để so sánh ảnh 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 bitmap và ảnh vector. Cái này tôi vừa nói rồi thì các bạn nó dễ rồi. Hoạt động 2 là làm quen giao diện đồ họa. Và hoạt động 3 là hoạt động là tạo ra các đối tượng đơn giản hoặc sắp xếp trên màn hình. Vậy cái bài 1 này, bài đầu tiên là chẳng qua là bài làm quen với phần mềm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm quen phần mềm nhé. Đây tôi chọn xong hình vẽ trước nhé. Thì đây là những cái đối tượng trên màn hình đây. Tôi sẽ bật cái màn hình của phần mềm này. Mà tôi đây là tôi vừa chụp xong cái màn hình mà của tôi đây này. Đấy. Thì đây tôi mô tả nhé. Đây hình ảnh của đây này. Đây hình ảnh của nó là hình ảnh này đây nhé. Đó. Thì đây phía trên cùng này là cái thực đơn, là cái menu đúng không? Ở dưới menu là cái thanh công cụ, thanh thanh công thanh công thanh công cụ lệnh nhanh, là cái thanh mà ở trong phiên bản cũ nó nằm ở bên phải đấy, trong cái hình ảnh của sách giáo khoa nó ở bên phải, chữ thanh thứ hai. Sau đó chúng ta làm quen cái thanh rất quan trọng là thanh công cụ ở bên chính, ở bên trái đây. Đây là thanh vụ chính ở bên trái. Đây là cái công cụ mà giúp chúng ta vẽ các đối tượng trên màn hình. Bạn chú ý nhé. Thì có rất nhiều công cụ nhưng mà chúng ta chỉ làm quen với một số thôi. Những công cụ mà tôi vẽ bằng cái nút đỏ này là công cụ chúng ta sẽ làm quen. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó là sơ qua nhé. Đây là công cụ để vẽ hình vuông hoặc hình chữ nhật. Đây là công cụ để vẽ hình tròn, hình ellipse. Đây là công cụ để vẽ hình đa giác đều hoặc hình sao. Vậy ba công cụ này là ba công cụ để vẽ các cái hình khối đơn giản, hình khối hình học đơn giản. Tiếp theo công cụ này là công cụ để vẽ các cái đường đường cong, các cái đối tượng là đường. Đấy. Công cụ này là công cụ để vẽ các cái bổ sung chữ vào màn hình. Đấy. Còn công cụ này là công cụ chọn, dùng để chọn các đối tượng. Chúng ta có thể di chuyển, phóng to, thu nhỏ hoặc là xoay. Công cụ này là công cụ tinh chỉnh. Đấy, cái này là cũng rất quan trọng, tinh chỉnh. Công cụ dùng để tinh chỉnh các cái đối tượng. Vì các đối tượng của phần mềm Inkscape đều là các cái phương trình toán học cả. Cho nên đều có các cái tham số đầu vào của cái đối tượng đó. Thì công cụ này là công cụ dùng để chỉnh sửa các cái tham số đầu vào cho các cái đối tượng hình học.
Chứ như hình vuông nó có những tham số nào, hình tròn có những tham số nào, hình hình ngôi sao có những tham số nào, thì công cụ này là công cụ dùng để chỉnh sửa về mặt toán học các công cụ đó. Còn công cụ cuối cùng dưới đây là công cụ mà trong sách cũng không nói, mà hôm trước là cô Thư cô nói là cô cũng nói nhanh về cái này. Đây là công cụ chúng ta dùng riêng cho cái phần tô màu gradient, thì lát nữa tôi sẽ nói kỹ hơn cái công cụ này. Công cụ này cũng là công cụ quan trọng, nó đơn giản thôi nhé. Đấy, như vậy chúng ta cái bên trái là phần quan trọng nhất là các công cụ. Thì phần mềm có rất rất nhiều công cụ, nhưng mà chúng ta chỉ học một vài cái cơ bản thôi, không học tất cả. Ngay cả công cụ là vẽ đường, đây chúng ta chỉ học một loại đường đơn giản nhất thôi, không học nhiều. Như vậy là trong toàn bộ cái phần công cụ này chúng ta chỉ học một vài cái. Tiếp theo là ở phía trên này, ở phía trên này có một cái thanh ở phía dưới cùng. Thanh này rất quan trọng. Đây là thanh dùng để điều khiển các cái thuộc tính của công cụ. Đó. Khi chúng ta chọn công cụ là hình vuông chẳng hạn, tạo ra hình vuông ở đây, thì thanh này chính là thanh là phía dưới này là thanh là gọi thuộc tính công cụ, là cái thanh dùng để tinh chỉnh, để điều chỉnh các tham số của cái cửa của hình vuông. Thanh này nó sẽ phụ thuộc vào công cụ nó có một cái thanh này riêng. Cái thanh này là rất quan trọng. Rồi, tiếp theo ở bên phải là nó có là nơi hiển thị các hộp hộp hội thoại. Các hội thoại này để hỗ trợ cho các công cụ. Đấy. Thì ở trong Escape nó có rất nhiều cụm hộp hội thoại, nhưng mà chúng ta chỉ làm với một hộp hội thoại thôi, không nhiều, là hộp hội thoại dùng để xác định màu màu sắc cho đối tượng. Thì nó có hai loại màu, là màu tô là cái màu bên trong của cái hình, và màu của cái đường viền của cái đường viền thì màu tô nó là fill, còn cái màu đường viền nó là stroke. Thì như vậy là nó có hai cái màn hình này này dùng để tạo ra các cái chọn màu và tô màu cho các cái đối tượng. Đó, thì như vậy là ở phía dưới này chỗ này là đầu tiên là cái bảng màu, là chúng ta có thể chọn các bảng màu khác nhau để chúng ta chọn màu. Còn dưới cùng là thanh trạng thái. Thế như vậy đây là toàn bộ cái giao diện của cái màn hình của bây giờ tôi sẽ quay lại cái phần này nhé. Đây. Chúng ta sẽ làm quen với nó đây. Thì chúng ta chú ý nhé, khi mở ra là như này, nhưng mà có thể nó khác một chút, nhưng các bạn có thể vào cái lệnh là edit này, sau vào cái lệnh là preference. Ở đây chúng ta có thể vào và chúng ta có thể thay đổi tùy chọn, có thể phóng to cái icon này lên, thay đổi màu sắc của công cụ, chúng ta có thể thay đổi cái vị trí của các cái thanh menu, thanh thông thông ba nhé, chúng ta có thể phóng to hay thu nhỏ các cái icon để cho nó đẹp, thì cho chúng ta mày mò chúng ta làm nhé. Thì đây tôi đã bắt chế độ là tương đối là rõ ràng rồi. Phông chữ tôi để to này, để to chỗ đẹp hơn nhé. Tôi để cái icon này cũng cũng khá đẹp rồi, nhìn rất rõ ràng. Trên này tôi để cũng rất rõ ràng, phóng to ra cho nó dễ nhìn. Chứ cái bản mà các bạn mở ra nó nhỏ lắm. Còn bên trái bên phải tôi để sẵn cái hộp công cụ là fill and stroke, là cái công cụ là cái hộp hộp hội thoại công cụ dùng để tô màu và tô màu tô và tô màu viền của các cái đối tượng. Được chưa? Ở giữa màn hình làm cái khung trắng nhỏ, đây chính là cái trang in, bạn chú ý nhé. Còn toàn bộ cái vùng mà chúng ta nhìn thấy xung quanh này chính là cái vùng vẽ, chúng ta chú ý. Nó là cái vùng vẽ nhé. Thì cái vùng vẽ này là gì? Cái vùng vẽ này là chúng ta vẽ thoải mái, mà cái in ra đấy, chỉ in ra là cái vùng cái này, cái trang in này thôi. Đó. Thì mình tôi mô tả một số các cái phím chúng ta chú ý nhé. Muốn phóng to thu nhỏ cái hình này thì chúng ta bấm bấm control và cuộn phím, và bấm cái thanh thanh cuộn của con chuột. Đấy, phóng to thu nhỏ. Đấy. Hoặc chúng ta bấm phím là bấm phím shift cộng. Đây, chúng ta bấm phím shift cộng, to ra một tí. Shift bé đi một tí. Đấy, shift cộng nhé. Đấy, trừ này. Đấy. Chúng ta muốn chuyển toàn bộ cái trang này sang phải trái, chúng ta làm sao? Chúng ta bấm phím shift, bấm chuột phải, shift một chuột phải đó, thì chúng ta có thể di chuyển sang phải sang trái, được chưa? Đó. Hoặc chúng ta muốn di chuyển nhanh, di chuyển gần gần thì chúng ta bấm control và phím control cộng phím phải phải trái, control phím phải cho chuyển sang sang trái, control phím trái.
Nhưng mà đây là cái lệnh để di chuyển cái thanh cuộn ở phía dưới đấy, nhưng mà nó chuyển thôi, nên là cái di chuyển ngắn. Còn zoom chúng ta có thể vào đây, ở bên dưới này có cái nút chữ Z đây, chúng ta có thể bấm đây, chúng ta tăng phóng to lên này, phóng to và thu nhỏ ở đây nhé. Đấy. Vậy có rất nhiều công cụ để chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ, di chuyển phải trái để chúng ta làm việc. Được chưa? Đấy. Được rồi. Thế bây giờ tôi sẽ mô tả ngay các thao tác ban đầu này. Thì ở cái bài 1 chúng ta chỉ làm quen với một vài hình đơn giản thôi. Thì đây chúng ta nên bây giờ tôi chọn chọn cái hình tròn này, bấm vào đây nhé. Đấy. Và tôi vẽ. Thì cách vẽ là chúng ta kích chuột và kéo thả chuột ở góc trái dưới. Thì bình thường chúng ta kéo thả thì đây là vị trí trái đầu, tôi bấm giữ chuột kéo thả như này. Đó. Là như này nhé, thì nó ra một cái hình ví dụ như này. Còn nếu chúng ta có hai cách là nếu chúng ta mà kéo thảm bấm phím, trong khi kéo thảm mà giữ phím control ấy thì nó sẽ luôn tròn, nó luôn tròn. Chúng ta chú ý như vậy, có hai cách dùng để vẽ. Khi chúng ta vẽ xong một đối tượng rồi thì chúng ta có thể chọn nó và chúng ta làm cái việc khác. Đây chọn nó một cách bấm vào đây, đây là cái công cụ đặc cụ để chọn, thì bấm đây nó chuyển sang chế độ là chọn, và chúng ta chọn các cái chọn để mà ta làm cái việc như là di chuyển rồi xoay phóng to thu nhỏ. Thì tôi chọn vào đây nhé. Đó, tôi có thể di chuyển bằng cách là dê chuột. Tôi có thể là khi chúng ta bấm vào thì nó có hai chế độ, một chế độ là phóng to thu nhỏ, đây là phóng to nhỏ, phóng to cho bạn nhìn này nhé, phóng to cho chúng ta nhìn này. Đấy. Kéo xuống này, vòng thuận một tí nhé. Rồi. Rồi. Thì đây là chế độ chúng ta dùng để phóng to thu nhỏ. Chúng ta có thể bấm đây ta kéo này. Đấy, kéo. Đấy, đang chế độ kéo nhé. Và hoặc chúng ta bấm lần nữa. Ở đây chúng ta chuyển sang chế độ xoay. Đấy, xoay. Như vậy là ở chế độ này đúng hai chế độ, bấm một lần nữa thì lại quay về chế độ là gì? Quay về chế độ là phóng to thu nhỏ. Có giãn. Bấm lần nữa thì sang chế độ xoay. Vậy ở ở cái mức độ tổng thể thì chúng ta làm được ở cái công cụ chọn này. Chúng ta được phép là chọn cái công cụ cái từng đối tượng một, chúng ta có thể dê chuột để di chuyển nó trên màn hình. Rồi tiếp theo chúng ta để tô màu, đây chúng ta vào cái phim ở đây thì chúng ta bấm vào cái nút phim và chúng ta được chọn màu. Đấy. Thì chọn màu thì chúng ta chọn màu để như sau. Về nguyên tắc chọn màu của nó là như thế này. Các hệ thống màu của có rất nhiều hệ thống màu khác nhau. Thông thường là một cái màu nó tổ hợp các màu khác, thì thông thường tôi hay chọn cái hệ thống là màu là RGB, là tổ hợp của ba màu sắc là màu gì, là màu R là màu đỏ, G là màu green, còn B là màu blue. Đấy. Chúng ta có thể bấm ta điều khiển ở đây. Đấy, ta điều khiển cái này dựa như thế này. Đấy, ta bấm ta điều khiển. Đấy. Thì mỗi cái màu này là nó là một tham số chạy từ 0 cho đến từ 0 đến 255. 255 suy ra thì suy ra là một cái điểm màu ấy, một cái điểm màu trong 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 phần mềm ấy, nó là một cái bộ ba 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 cái byte, mỗi byte như vậy là 256. 256 suy ra là đây suy ra là nó có bao nhiêu giá trị màu nhỉ? Suy ra là nó có 256. 256 mũ 3. Mũ 3. Cái này nó xấp xỉ nó khoảng là 16 triệu màu. Được chưa? Như vậy là cái số lượng màu mà phần mềm hỗ trợ là 16 triệu màu, rất thoải mái. Được rồi, thế bây giờ chúng ta có thể chọn màu ở đây. Nhưng chọn màu ở đây thông thường là phải là người có chuyên môn một chút thì ta mới hình dung được là cái màu này là như thế nào. Còn người bình thường ấy thì chúng ta có cái bảng màu phía dưới này để chọn. Đấy. Bảng màu để chúng ta chọn, cái bảng màu này rất thuận tiện là nó có rất nhiều bảng màu, và chúng ta sẽ chọn nhanh cái bảng màu đó nhé. Đây thì như sau này, chúng ta chọn hình này và chúng ta chọn cái màu dưới này, bấm nút chọn ở đây thì nó sẽ chuyển màu tô. Đấy, chuyển màu tô. Còn chúng ta muốn chọn cái màu của cái chọn cái màu của khung ấy, thì chúng ta bấm phím Shift thì chọn chọn cái viền, thì ví dụ mình muốn viền chúng ta phải làm như này. Mặc định mà nói ra, chúng ta luôn để hiển thị cái này lên nhé, cho chú ý. Giả sử nó hiển thị chỗ khác đi, giả sử nó mất đi này, mất đi làm thế nào
xem như sau, chúng ta bấm chuột phải lên nút này mà chọn chọn cái lệnh là fill and stroke đây này đấy, hoặc là chúng ta bấm vào nút này đây, cái nút này là cái nút để hiển thị cái fill and stroke, là cái hộp hội thoại rất quan trọng, chúng ta luôn hiển thị nó ở bên phải đấy. Chúng ta bấm đây nó sẽ hiện đây, nó sẽ hiện đấy, hiện ở đây nhé. Thì ở đây ta bấm vào cái nút là swap pen, bấm vào swap style, thì đây nó có cái có biết là cái chiều rộng của cái đường viền thì mất điện nó là không, chúng ta có thể bấm to, nhưng mà nhìn bấm to này đấy. Đấy, bây giờ chúng ta bấm để chọn cái viền nhé, cái đường viền nhé. Đây để chọn cái màu nền là màu mà màu nền là màu xanh, còn cái viền bấm phím tiếp mà chọn màu thì nó là cái màu của đường viền, còn bấm không ở đây thì nó là cái nó là chọn cái bóng nền. Để như vậy đây là chọn nhanh nhé. Rồi nhưng mà có một cách khác là như này, có một cách khác là như này. Đây ở đây tôi có thể bấm này, tôi có rất nhiều cái bảng màu phía dưới, đây tôi bấm đây thì hiện ra các bảng màu khác nhau. Đây phần mềm nó có sẵn một số các bảng màu, chúng ta chọn, bây tôi chọn cái bảng màu là Inkscape Default chẳng hạn, hiện ra cái bảng màu này, chúng ta chọn màu của nó. Để tôi chọn màu đỏ ở đây, cái màu màu đen này, màu tím này, đó là màu mà nháy chuột vào đây thì là chọn màu nền, còn nháy phím shift mà thì ta chọn màu ở viền đấy, các bạn chú ý nhé. Ngoài ra tôi có thể là ví dụ tôi muốn tạo, bây giờ tôi muốn tạo hình đây, tôi muốn tạo một cái hình thứ hai mà tôi muốn màu giống hệt màu này đây nhé. Bây giờ giả sử cái màu này nhé, giả sử chọn màu khác đi, bây giờ giả sử tôi muốn chọn cái màu nền của cái này giống như cái màu này làm thế nào, thì nó có cái lệnh này, nó có cái lệnh là lệnh này này, nút này này, hay là cái nút này này, là cái nút là chọn màu, thì bấm vào đây là chọn màu, bấm vào đây nhé, bấm đây là chọn màu đó, thì cái màu này hai màu này nó sẽ giống hệt nhau. Thế nào, như vậy đây là cái nút dùng để chọn màu, thì là cái chọn màu một cách là ta kích kích chuột lên một cái màu khác thì nó sẽ tự động nó chọn màu đúng cái màu mà ta đang muốn chọn. Thì đó là cái em đó là một vài cái thao tác ban đầu để cho như vậy là để ta chú ý đến cái màu sắc. Như vậy là mỗi một cái đối tượng gồm có là mô tả là cái đối tượng là gì này, nhân lại mỗi đối tượng là một cái phương trình toán học, được chưa? Thứ hai là nó có các tham số, tham số là màu nền và màu viền, và có tham số là cái độ rộng của cái viền đó. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta có thể làm giảm đi một chút, bấm lên giảm đi, đó, chúng ta mở đi một tí, ví dụ như vậy, được chưa? Đây, như vậy chúng ta, đây là công cụ, như vậy đây chính là cái nút này, là nút, cái công cụ này là cái công cụ chọn, công cụ ta rất rất là hay dùng, rất là hay dùng, nha. Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả một vài cái em đây là tôi đã chọn tất cả một cách là vào chọn này, tôi mô tô đen và chọn nhiều nhiều hình cùng một lúc và xóa đi, bấm phím đen là nó xóa đi nhé. Rồi bây giờ tôi làm cái lệnh là tôi sẽ mô tả một cái lá cờ, đây là vậy, đây đúng này, chọn cái lá cờ của cái này nó chọn cái là cái hình lá cờ nhé, hình lá cờ. Rồi chọn xong. Đây, vì tôi đã trước rồi, cái này đầu nó không nhọn, muốn nhọn thì ta làm như sau. Tôi chọn cái khi tôi chọn cái hình hình đây tôi bấm vào cái bấm cái hình hình của chúng ta đấy nhé. Khi tôi chọn cái tôi chọn cái cái chọn cái công cụ là hình chữ nhật, thì ở trên này chính là cái tham số của nhiệt đó, chính là cái tham số đầu vào, gồm có là cái chiều rộng này, chiều cao, và hai cái tọa độ, hai cái bán kính của kính góc của nó. Thì tôi để về số 0, nó sẽ không, nó sẽ là chọn ngay đấy. Bây giờ tôi chọn màu khác này, lá cờ này tôi chọn màu đỏ, tôi sẽ tìm màu đỏ dưới này, tôi chọn màu đỏ đây, vậy là cờ màu đỏ nhé. Cái viền đó tôi để rỗng này, tôi sẽ trả cái này về viền là về số 0. Rồi bây giờ tôi sẽ làm tiếp, tôi sẽ vẽ hình tiếp một cái bấm đây là chọn, bấm ở đây mà chọn đây là hình hình sao, hình sao, và tôi chọn đây là năm cánh đó, năm cánh, và chọn kiểu ratio này là 0.4 thì nó sẽ đúng là hình tròn, đó là hình sao năm cánh nhé, đây là 0.4. Như vậy đối với cái hình cái đối tượng là sao thì nó có các cái tham số như là corner là cái số lượng đỉnh này, scope ratio là cái tham số dành riêng cho ngôi sao,
là cái tỷ lệ giữa cái bán kính trong và bán kính ngoài thì 0,4 chứ là hình vuông. Ok, đi nói sau nhé. Đây cái radius này để nhầm, cái này phải để là không nhé, để mặc định không đấy, không nhé. Rồi thế bây giờ tôi vẽ cái hình hình này, tôi vẽ cái hình đây để như này nhé, và chọn màu vàng dưới này, đâu màu vàng đâu mà chưa vàng lắm đúng không? Đấy, vàng lên này, vàng. Và tôi kéo vẫn chọn làm bấm ở đây, chọn cái chức năng lại chọn xong rồi tôi kéo vào đây thì tôi vẽ được cái hình này. Thực ra chưa chính xác lắm, muốn chính xác hơn nữa các bạn phải đo được. Đây là cái thước chúng ta có thể kéo thước ra chúng ta làm. Đây chúng ta đây tôi kéo thước này ra, kéo thước này ra rồi tôi có thể đo được, ví dụ là chục rộng là bao nhiêu đó. Ví dụ tôi để ở đây nhé, tôi kéo cái thước này ra nữa, tôi đo được cái chiều rộng ở đây, tôi lấy định ở đây nhé đó. Và bây giờ tôi sẽ vào đây, tôi bấm vào đây, tôi sẽ co lại cái này, tôi co lại cái này đấy. Cái này thì ra giữa này, ra giữa. Nếu mà có hai hình trở lên nhé trên cùng một chỗ thì nó sẽ hình này sẽ chồng chồng hình kia, thì tôi gọi nó là các cái tầng hay các lớp cũng được. Thì có cái như vậy, ở đây là ngôi sao là nằm ở phía trên cái hình, cái ngôi cái làm vẽ sau thì nằm ở trên, cái vẽ trước nằm ở dưới, cái lá cờ vẽ trước nằm phía dưới, nó là cái tầng dưới hay cái lớp dưới, còn ngôi sao ngôi sao ở trên. Ta có thể là dịch chuyển các cái lớp đó bằng bằng lúc này. Bây giờ bấm vào đây cho chọn nhé, bây giờ tôi muốn tôi đẩy cái hình trượt này lên trên. Đây đây là các lệnh, đây nút này là nút là chuyển lên một tầng, nút này là nút giảm xuống một tầng, nút này là nút là chuyển lên tầng trên cùng, nút này là nút là giảm xuống tầng cuối cùng. Nên nếu có nhiều tôi chuyển lên như này, chuyển lên này đấy, như vậy là lá cờ là lên lên đè lên ngôi sao, rồi bóng lên nó chuyển xuống đấy. Như vậy đây chỗ này là bốn nút này là rất quan trọng, các bạn chú ý nhé. Đấy, như vậy là vừa xong tôi vừa mô tả nhanh cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên này nó có hai cái ví dụ. Ví dụ một là tương đối dễ nhưng mà nó hơi mất thời gian thôi, ví dụ hai nó khoăn một chút vì chúng ta phải làm chú ý làm sao cho nó chính xác nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi nói thêm một chút này. Đây như vậy đó là liên quan đến đây tôi vừa nói xong, đó là cái bài bài số 1 đúng không? Bài số 1 là như vậy. Đây là vài cái này điều. Chúng ta sang bài số 2. Bài số 2 là cái bài mà nói sâu hơn về các hình khối. Đấy. Mà cái hoạt động một là nó xôi một cái hình khối, bài hoạt động 2 là cái bài mà để phân biệt được các kiểu tô màu cho hình vẽ, và hoạt động 3 là cái hoạt động là ghép đôi các đối tượng. Thì cái bài số 13 này và xem lại là bài khó nhất trong 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 cuốn sách sách này. Sau đó là cái ba nhiệm vụ, cái nhiệm vụ số 3 là khó nhất. Thì tùy các bạn, các bạn khi lợi trên lớp thì nếu mà chúng ta cố gắng dạy xong phần 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 lý thuyết, còn phần thực hành nếu mà các em không làm không được, các bạn có thể cho em các em về nhà làm, không nhất thiết làm đúng theo đúng sách giáo khoa được, vì tôi kiểm tra rồi, tương đối khó. Đối với em nào mà vừa phải rất hạ phần mềm mà là có cái con mắt của cái người làm có khiếu về đồ họa thì mới phải làm đủ kịp trong thời gian đó, còn nói chung là rất là khó. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh nhé. Đây như vậy là chúng ta ở trong bài 13 này chúng ta sẽ phải làm quen với ba loại đối tượng chính. Đấy. Đối tượng này là đối tượng tạo là hình chữ nhật và hình vuông, đối tượng này là tạo hình tròn và ellipse, đối tượng này là tạo hình sao hoặc là hình hình đa giác đều, nhưng mà chúng ta sẽ quan tâm hình sao là chính. Bây giờ tôi sẽ chuyển cái này ra bên cạnh, tôi sẽ mô tả sau nhé, chuyển ra bên cạnh rồi để ở đây để tôi dùng sau. Bây giờ tôi sẽ ở đây tôi tập trung ở đây. Đây là cái khung tôi có thể, đây là cái gai tôi có thể bỏ đi, gai tôi không cần nữa. Rồi bây giờ tôi mô tả lại cho chúng ta nhé. Đây này, đối với hình vuông thì mặc định chúng ta kéo thả như bình thường, bấm ở bên trái trên và kéo thả xuống và xuống phải dưới đó. Còn chúng ta muốn là tạo ra hình vuông, chúng ta bấm phím Ctrl nó tự tạo hình vuông. Đấy, không chúng ta ra hình vuông này. Được chưa? Rồi khi tạo được một cái khi khi vừa tạo xong thì ở trên này nó hiện ra các cái tham số. Đây chính là cái tham số, là cái thông số đầu vào về mặt toán học của hình vuông đó. Thì thông số này như sau, v kép là chiều chiều rộng
của độ dài chiều rộng của hình vuông, h là chiều cao của hình vuông, còn rxy là cái bán kính của góc mà bốn đầu là góc như nhau. Nếu chúng ta mà để là không không thì là nhọn hết, chúng ta muốn tăng thì chúng ta muốn tăng cái y lên, có thể nó ngay trên nào. Đấy, chúng ta giảm này, chúng ta tăng cái phần x lên này. Đấy. Đấy, chưa nào? Đấy, nhìn rất rõ đúng không? Nhìn đến rõ này. Đấy. Thậm chí chúng ta có thể đang chế độ điều chỉnh đây, chúng ta có thể bấm vào đây, chúng ta có thể điều chỉnh. Bấm vào đây này, chúng ta có thể kéo xuống đấy. Điều chỉnh cái nút này. Cái nút này là điều chỉnh chính xác hoàn toàn vì nó đều nhau như này. Như vậy là cái hình vuông này nó có hai cái nút này, là hai cái nút điều khiển cái hình vuông đó để chuyện đó để nó thay đổi. Và cái công thức này là cái hình này là luôn là như này, không có thay đổi nữa. Vì nó làm cái hình được tạo bởi một phương trình toán học mà không bao giờ thay đổi được nữa. Như vậy cái đối tượng là hình vuông đó là được được tạo ra bởi bốn tham số là v kép chiều rộng, h là chiều cao, rx và ri là cái bán kính góc, bán kính theo trục x và trục y. Đây đây chính là cái rx, nó là cái này, còn đây chính là cái ri, và bốn góc là nó đều nhau. Còn vectơ màu là giống như là đối với các hình khác nhé. Với hình tròn này như sau, để tôi mô tả cái hình tròn. Hình tròn đây, vì tôi mô tả, tôi bấm phím Control thì vẽ được hình tròn nguyên. Mà còn nếu mà tôi đây, tôi bấm hình vuông đây, bấm 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 phím Control thì tạo ra hình tròn. Còn không nên ra hình elip. Đấy, thì các bạn thấy tôi bấm hình tròn nhé. Đây, rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu điều chỉnh này, phóng to lên một tí này. Tăng lên và cho lên, được chưa? Thì vẫn còn như này, thì chúng ta có như sau này, các cái thông số về mặt toán học này, rx là bán kính theo trục x của hình tròn, ri là bán kính theo trục y. Nếu mà rx bằng ri thì nó chính là hình tròn, còn nếu rx khác ri thì nó là hình elips. Đây là hai thông số chính nhé. Còn cái start end đây là kia mô tả cái cung đó. Thì ở đây này nó có bốn kiểu mô tả. Đây là hình tròn, còn các cái này là các cung nhé. Thì bây giờ tôi muốn làm cung làm sao, tôi có thể tăng lên chỗ xây này đấy, nó tăng lên ngay, thế là tăng lên này, có chưa nhé. Như vậy là start là cái vị trí này, là góc này, còn end là góc này. Tôi có thể bấm lên tôi điều chỉnh nó đấy, đây là bấm vào đây lại nhé. Tôi bấm lại cái một tí này để khiển chỗ này, tôi nhầm chỗ này, đây đây nhé, đây rồi, tôi bấm vào đây tôi điều chỉnh đấy, thì tôi có thể đấy. Đấy. Ở đâu mất rồi, vì mình cái biến đâu rồi đấy, đấy có thấy nè, hiểu nào đó. Ồ, cái này nó bấm, cái này nó dễ nhầm lắm, tức là cái này nó dễ, ai phải rất mắt mắt phải tinh tinh thì mới làm được. Các người bình thường như tôi là nhìn là nhìn nó mờ hết cả mắt này, nhìn thấy. Tức là nôm na là tôi có thể bị tôi vẽ lại. Bây giờ tôi vẽ cái hình này, thì cái hình này là cái hình mà tôi vẽ lại hình này nhé, tôi xóa này. Đây, tôi vẽ lại cái hình này để cho các bạn thấy nhé. Ồ, bấm đây hình tròn này, hình tròn nhé. À, thì làm lại này, xóa đi này, lại nhé, đây hình tròn đây nhé. Bấm vào đây này, tạo hình tròn. Đấy. Bấm cộng và việc bấm phím Control. Được rồi. Bây giờ tôi muốn cho nó là viền đi. Viền to ra một tí này. Đấy, đi nhá. Và fill tôi được muốn nó không 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 tô màu. Bấm đây thì là hủy tô màu. Rồi. Thì bây giờ tôi muốn tạo ra cái hình này. Hình như thế này. Ô bấm nhầm. À được, đúng rồi. Đấy. Tao bấm này tao ra chuyển nhé. Ô, bị nhầm, dễ dễ nhầm thế đấy. Tôi phải làm lại cái này một tí, bấm vào đây này, xong bấm vào cái chỗ này này để tinh chỉnh. Rồi bây giờ tôi sẽ như thế này đấy.
Tôi đang đây tôi đang vẽ cái hình gì? Tôi đang vẽ cái hình này. Đây là tôi đang vẽ cái hình ở trong để tôi chọn sẽ trang nào nhỉ? Đây là vẽ cái hình ở trang. Đây tôi vẽ cái hình là 13 13 139 đấy, 39. 139. Thấy không nào? Đây, hình này. Bấm đây là coi kết thúc xong. Bây giờ tôi sẽ làm như sau để tôi sẽ tạo ra ba cái hình nhé. Đây. Bây giờ phần mềm nó cho phép là rất nhanh là sao chép hình này. Thì có hai cách, một chúng ta bấm chuột phải. Bấm vào nút chọn nhé, bấm chuột phải và chọn cái lệnh là duplicate. Không bấm phím Ctrl D cũng được. Bấm phím Ctrl D này. Đấy. Thì ra khi chúng ta kéo ra đây. Được một hình. Bấm chuột phải một lần nữa này. Chọn duplicate. Là hình thứ hai. Bây giờ tôi bắt đầu tôi xoay này nhá, tôi xoay này, tôi sẽ chuyển thế, tôi xoay nhé. Hình này nó sẽ bấm vào đây và bấm lần thứ hai này, sẽ xoay một tí này, sẽ như thế này. Đấy, nhá. Hình này bấm lần nữa tôi sẽ xoay, nó sẽ ra như thế này. Đấy. Và tôi chỉnh, tôi đưa lên trên. Đấy, hình này tôi xoay nhé. Một lần nữa tôi xoay nó sẽ ra như thế này và nó ra cái hình này. Tôi xoay nó không chưa được tốt, tôi xoay lần nữa rất tỉ mỉ các bạn ạ. Cái này đúng là cái người gọi là rất thành thạo về đồ họa mới làm được, tức là phải là có cái năng khiếu về đồ họa mới làm được. Tôi làm nó hơi xấu một tí. Đây là cái hình con nào, con nét đúng không nào? Như vậy là chỉ với cái thao tác bình thường là chúng ta có thể làm được một số hình nhé. Rồi thì đó là cái em liên quan đến là chúng ta tiếp theo là cái hình thứ ba là cái hình hình này là cái hình liên quan đến hình hình sao. Đây tôi vẽ hình sao, đây tôi vẽ hình sao nhé. Đấy, tôi chuyển sang bên phải như dễ nhìn này. Hình sao nhé. Đây tôi đều tăng lên này, tăng lên làm tăng lên là 7, nó ra hình như này. Đấy. Còn cái ratio này là tôi có thể thay đổi được, tăng lên này, nó sẽ khác lên này. Đấy. Cái chỗ này là rounded là cái độ nhọn của cái đầu này. Không thì là nhọn nhất. Còn tôi để một này, thử các bạn xem nhé, một thì nó ra như thế này. Đấy, nó khác ở đây. Lớn nhất là 10, 2 nó ra như thế này. Đấy, nó rất là phức tạp, rất là hay. Nhưng chúng ta mà mày mò ý nghĩa của nó là gì thì tôi không rõ lắm, thì cái này phải các bạn phải tìm hiểu thêm. Cái này tôi và chưa tìm hiểu lắm là cái rounded này cái nghĩa rất là cái nghĩa là tôi học là như nào tôi không rõ, nhưng mà cái từ này nó chỉ sách thì chỉ biết là đây là cái thông số đo là cái độ tròn của cái góc của cái ngôi sao. Nên là nếu mà ta nó là số 0 thì nó là số 0 thì nó là nhọn. Còn cái độ rounded mà là bằng 10 là lớn nhất thì nó như thế này. Tôi đổi ra đến đây thử 10 nhé, nó ra như thế này. Nó được cái hình rất là kỳ quái anh nghe. Còn cái tham số randomize còn phức tạp nữa, không hiểu là cái gì. Randomize là tham số là để sinh ra các cái độ méo mó gì đó mà tôi không rõ lắm nhé. Nhưng mà chúng ta không cần, chúng ta trong sách này chỉ cần làm đến cái việc là dùng cái ratio này mà ta làm hình hình ngôi sao thôi là đủ cho cái bài này. Được rồi, thế bây giờ tôi nói sang cái phần tiếp theo ở trong cái bài 3 này, cái bài số 2 này là nói lên cái phần tiếp theo là nói thêm về cách tô màu. Cách tô màu thì cái phần này theo phần này theo tôi là khó, thì tôi sẽ thực hiện để trình bày nhé. Bây giờ tôi lại di chuyển sang chỗ khác để tôi nhìn cho nó dễ này. Tôi cho tôi nhỏ lại để nhìn nhé, xong rồi mới xong này. Còn nhiều chỗ lắm, tôi chuyển lên trên này. Đấy, để đây nhé. Tôi dùng đây vậy. Rồi, thế bây giờ để tô màu. Bây giờ tôi vẽ cái hình tròn ở đây. Đó, bóng đây là hình tròn nhé, đây. Bóng đây là hình tròn. Rồi. Tô màu. Thì tôi vào cái phim này nhé. Bóng đây đang là chứ là không tô màu. Còn bấm đây là bắt đầu là tô màu rồi. Thì tô màu thì trong hội thoại này nó có ba cái em nó có ba nút tô màu rất quan trọng. Ba nút này ta chú ý nhé. Cái màu này này, cái nút này là tô màu liền, tô màu flat, tức là tô một màu chuẩn. Đây là mặc định là tô màu cái đó nhé.
Đây tôi chọn màu khác này, chọn màu đỏ này, màu xanh này, màu đen đó, họ chọn ở đây. Chúng ta có rất nhiều các cái mô hình màu khác nhau đấy. À, cho thêm một chút về về mô hình màu nhắc lại nhé. Thì trong máy là nó cho phép chúng ta là chọn rất nhiều cái mô hình màu để chúng ta chọn. Thông thường cái này là dành cho người 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 chuyên nghiệp, còn chúng ta thì rất không biết, nhưng các bạn hiểu thêm. Như vậy là chúng ta có thể có rất nhiều cái mô hình màu RGB, là cái mô hình màu cơ bản gồm có ba màu là màu đỏ, màu green, màu xanh lá cây và màu xanh nhé. Còn cái A này là cái độ trong suốt của cái hình này, trong suốt của hình này. Đây cho các bạn xem cái slide tôi đang mô tả sẵn rồi để chúng ta hình dung là nó như thế nào. Đây thì nó có rất nhiều mô hình màu sắc khác nhau. Đây. Mô hình màu sắc là RGB, là mô hình là màu red là đỏ, green là xanh và blue là xanh lá, đúng xanh trời đấy, tím đấy. Còn màu HSL là Hue Saturation và Light. Hue là khái niệm là cái vòng tròn màu. Saturation là độ 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 bão hòa của màu, còn Light là ánh sáng. HSV là Huế là cái là độ là cái màu là cái vòng tròn màu. Saturation là độ bão hòa của value, là cái giá trị của màu. Thì cái màu RGB là cái màu dành cho ánh sáng, còn cái màu CMYK tức là CMYK là cyan, magenta, yellow, black là đây là màu của mực. Màu cyan là màu, đây là màu màu xanh da trời, magenta là màu hồng, yellow là màu vàng, black màu đen. Còn cái màu là còn cái màu này khác nữa, còn cái A là cái độ đậm đặc, độ trong suốt đó. Để chúng ta vào xem những cái hình, đây là cái mô hình RGB là dùng ánh sáng, thì chúng ta là nó tổng tổng màu lại cả ba màu gộp lại nó là màu trắng. Còn đây, giao giữa blue và green là cyan là màu xanh da trời, giao giữa red và blue là magenta là màu hồng, giao giữa green và red là yellow. Còn đây là màu mực CMYK, YK là màu màu mực. Đây là yellow, là ba màu yellow, cyan và magenta. Và chúng ta đổ mực, đổ hết màu mực vào nhau thì nó là đổ hai màu này vào nhau thì nó là màu đỏ mực màu nhé. Đổ hai màu này nó là màu blue mực, đổ cả ba lại nó là màu đen. Đây là hai cái màu, hai cái kiểu màu. Thì đối với ai quen, thông thường đối với những người làm chụp ảnh thì họ quen với cái màu RGB thì họ dùng cái này để họ chọn màu. Còn đối với người là bí đấn ấy, thì chúng ta quen cái dùng một cái màu CMYK này, chúng ta dùng cái này để ta chọn màu. Như vậy đối với người nào, các chuyên gia khác nhau sẽ chọn lựa màu khác nhau để ta hợp lý chọn màu cho nó đúng. Chỗ này là chỗ rất nâng cao đấy, nhưng mà trong trong sách thì chỉ nói một lướt qua, không không nói nhiều, nhưng mà đây là phần rất là khó, rất là chuyên nghiệp dành cho người chuyên xử lý ảnh, chuyên chuyên xử lý màu. Bây giờ nó nói sang tiếp theo là cái, đây là cái mô hình là HSL. Thì các bạn thấy cái huế này chính là cái vòng tròn màu, xoay này. Saturation là cái độ bão hòa của màu từ bên trong ra ngoài. Đây bên trong là không có gì cả, cả ra ngoài nó càng bão hòa nó càng nhiều. Còn light lightness là ánh sáng, là bên dưới là đen, càng lên cao nó càng sáng lên, độ ánh sáng, độ sáng của màu. Còn đây là cái mô hình là HSV, thì huê này giống là cơ giống của huê này, cái saturation này, độ bão hòa này giống giống nguyên này. Còn value là từ dưới lên trên, càng lên trên nó càng màu nó càng chính xác hơn, dưới là nó đen, càng lên trên nó càng giống màu hơn. Có thể đó là hai cái mô hình, là đây là HSL, đây là HSV, các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Còn đây là chính là cái vòng tròn màu, cái giá trị huê là nó là cái này, vòng tròn màu nó như thế này. Đấy. Thì đây là dành cho những ai mà làm chuyên nghiệp màu sắc, những ai mà học chuyên nghiệp về kỹ đồ họa thì bắt buộc phải học cái này. Nhưng mà trong sách giáo khoa thì ít thời gian quá cho nên không thể nói kỹ được cái phần này, chỉ nói lướt qua như vậy thôi. Còn các bạn muốn tìm hiểu thêm, các bạn sẽ phải đọc thêm những cái tài liệu khác nhé. Lên lớp 11, học sinh sẽ được học tiếp theo, học chuyên đề, có một chuyên đề học phân tích nâng cao của phần này thì sẽ nói kỹ hơn một chút. Đó. Rồi, thì bây giờ tôi nói thêm về game là đây. Thì game việc tô màu thì nó có ba, nó có rất nhiều loại tô màu khác nhau nhé. Nhưng mà nó có rất nhiều kiểu tô màu khác nhau đây này. Nhưng mà trong sách chỉ nói ba loại thôi, là đây là tô màu bình thường, tô một màu đơn giản. Còn đây là tô nó là màu di chuyển, hay là nó tô màu kiểu là gradient. Thì nó có hai loại gradient. Gradient là nó là linear gradient, là tô màu chuyển màu tuyến tính theo một đường thẳng.
Còn cái này là gradient là tô màu, chuyển màu nhưng mà theo hình tròn đó. Thì đây là cái phần này, là phần này khó, mình sẽ nói kỹ hơn một chút nhé. Như vậy là gì? Như vậy là đây, bây giờ chúng ta quay lại cái này, cái hình này này, chúng ta tô màu thì như sau nhé. Nếu chúng ta mà chọn cái này này, chọn chức năng này thì đó là cái tô màu gradient tuyến tính, thì mặc định máy sẽ tô màu này và nhạt dần từ trái sang phải. Đấy, máy nó sẽ nhạt dần từ trái sang phải, bên phải nó sẽ là màu trắng, bên trái là nhạt. Nhưng mà đây là tô màu, nó là tô màu đổi màu tuyến tính, mặc định ở bên phải, mặc định ở bên phải là cái màu chính của nó, còn bên bên trái là màu chính của nó, bên phải là màu trắng. Thì các bạn chú ý nhé, nó sẽ nhạt dần đến màu trắng đó, thì là nó là tuyến tính. Thì như vậy là đây là cái tô màu tuyến tính, là cái tô màu mà gọi là tô màu gradient, linear gradient, là tô màu chuyển màu tuyến tính, là nó chuyển màu mặc định là theo một đường thẳng chiều ngang từ trái sang phải của cái hình đó. Còn đây là tô màu là gradient, nó là đây là cái tiếng Anh này, nó là radical gradient, là tô màu từ tâm ra ngoài. Thì phần mềm sẽ tô màu từ tâm là cái màu chính của cái hình này và ra ngoài là màu trắng, bấm lên nó chuyển như này. Đấy, bên ở chỗ chính giữa này là cái màu gốc của nó, còn ra ngoài này nó theo theo vòng tròn đồng tâm ra bên ngoài là màu trắng. Đấy, được chưa? Đấy, nhưng mà muốn nó để như này thì nó sẽ không, nó không thật là làm nó ít tác dụng hơn. Nhưng mà phần mềm có một chức năng rất hay là chúng ta có thể điều khiển cái gradient đó. Thì cái chức năng là chức năng hôm trước là cô Thư cũng nói rồi nhưng mà chưa nói kỹ, thì tôi mà trong cái này này không có trong sách không nói gì cả, chỉ có một câu rất nhỏ khi mà chúng ta làm thực hành thôi. Chứ các bạn chú ý nhé, thì phần mềm cho phép chúng ta là tạo được cái gradient của riêng mình. Ví dụ như là lấy ví dụ như là đối với tô màu chuyển màu tuyến tính, mặc định là từ trái sang phải, nhưng mà chúng ta có thể đặt ra chế độ là nó về từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tùy chúng ta dùng công cụ này. Đây chính là công cụ để chúng ta chọn được cái gradient theo ý muốn của chúng ta. Tôi bấm vào đây đó và tôi chọn, ví dụ tôi muốn chọn cái hình này, với hình này tôi muốn chọn là tô màu tuyến tính từ từ trên xuống, tôi bấm đây và tôi kéo xuống. Đó, kéo xuống. Xin lỗi, đây đây ở đây 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 vẫn là radical, là tâm. Bấm vào đây, chọn, bấm đây này, chọn lại, bấm vào đây nhé. Rồi bấm vào đây này, chọn lại này, bấm vào đây này, rồi chọn trên xuống này. Đấy, thì đây là xin lỗi, đây vẫn chưa phải, vẫn chưa phải. Đấy, đây này, thì tôi chọn vẫn chưa phải, bấm vào đây nhé, bấm vào đây này, xong mình bấm vào đây này. Đấy, đây thì bây giờ đúng này. Ở đây là tôi chọn cái gradient là tuyến tính nhưng mà từ trên xuống dưới, thấy không nào? Tôi muốn chọn là từ góc trái trên xuống phải dưới, tôi bấm cái này. Đấy, chọn cái gradient, thấy không nào? Chọn như này. Tôi có thể chọn được bất kỳ được. Đấy, cái này là cái rất hay luôn, cái một cái rất hay. Thì cái này trên đây chính là cái bài mà ứng với cái bài tập số 3, kia học hành số 3 của cái bài số 2, là cái thực hành mà cho tôi là khó nhất ấy. Thì bây giờ tôi sẽ làm lại cho các bạn xem nhé, làm lại cho các bạn xem là làm như thế này. Đây, ở đây là ở với tôi mô tả dùng cái chức năng này để tạo ra cái gradient của riêng mình. Thì đây là trường hợp, đây là tôi chọn là gradient tuyến tính, còn nếu tôi chọn là tâm, bấm vào đây này thì nó khác, thì nó sẽ làm là tôi chọn chọn tâm này. Đấy, chọn tâm được, một định tâm nó ở giữa đây, đoạn tâm ở đây, đoạn tâm đây chẳng hạn. Đấy, thì tâm nó ở cái điểm này này. Đấy, đây là cái điểm này, tôi có thể điều chỉnh được cái cả hai cái thanh ở bên phải bên trái được, hai cái trục đấy. Có thể hay em làm rất là hay đúng không? Đấy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm lại nhé. Đây tôi làm lại cái này. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn tôi vẽ nhanh cái hình 13, 12 là cái nhiệm vụ số 3 nhé. Bài này hôm trước là cô Thư cũng nói rồi, bây giờ tôi nói lại kịp tỉ mỉ hơn và tôi nói cái công cụ để chúng ta chú ý. Được rồi, chúng ta làm như sau.
chúng ta sẽ vẽ lại, chúng ta sẽ làm lại cái này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái hình mới ở đây. Rồi, đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái hình vuông. Hình vuông và tôi một chút nó bị lỗi. Đây, tôi tạo hình vuông bên ngoài để máy điều tính nó tạo ra cái hình vuông bên ngoài. Sao là ra hình tròn thì hình vuông nhỉ? Hình vuông lỗi gì nhỉ? Bị lỗi gì đó mà không hiểu. Đây chỉ là RGB đúng Thầy rồi, đâu là cho XY đấy bằng không. vừa À đúng rồi y đúng rồi bằng đúng rồi đúng không rồi. thầy. Còn nào cái nhiều khi nó bị đấy, mình không không lại nhé, đây là không, nó sẽ vuông ngay. Thầy chưa chọn hình rồi thầy ơi, thầy chọn hình rồi chỉnh chứ. Chưa chọn chính xác đây. Bấm lại cái này nhá. Rồi bấm lại cái này không. Rồi bây giờ cái hình vuông ngoài này tôi sẽ để là tôi để cái số này là bằng không, bằng không, không có đường viền này. Rồi vào bên trong tôi để chọn màu vàng, tô màu vàng đấy nhé. Anh chỗ này để lấy màu thôi, còn không không điểm gì cả. Rồi bên trong tôi vẽ một hình tròn, tôi vẽ hình tròn là hình tròn vuông, tôi vẽ hình tròn. Đấy, tròn nhé. Và tôi chọn là màu đen. Đen là ở đâu đây nhỉ? Như đây đây này. Màu đen. Hay là đây nhỉ? Mắt mình. Rồi, một. Đây thì phải. Rồi. Đen chứ các bạn nhỉ? Màu đen là cái đầu tiên của thầy. Ở đâu? Ở cái đầu rồi. Đây à? Không phải. Các bạn tìm thấy màu đen nên là Bên bây giờ trên mắt tôi chiếc nhìn phim bây giờ nó mà. không Bên trên chiếc phim hả? mắt của mình bây giờ nhìn nó không màn hình nó cứ bị. Thôi được, thế là đen nhá. Tôi sẽ di chuyển cái này vào vào đây. Thật đúng là đúng rồi nhá. Rồi tiếp theo tôi sẽ vẽ hình tròn màu trắng nhỏ ở phía trên này. Nhưng để tôi để đây hình tròn màu trắng nhỏ. Ô, từ 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 tôi làm lại. Tôi vẽ hình tròn nhỏ ở đây nhé. Và chọn màu trắng. À. Trắng chưa nhỉ? Chưa trắng lắm đúng không? Thôi được, không quan trọng lắm nhé. Rồi làm như sau này. Bây giờ là như sau nhé. Thì cái hình này này tôi sẽ chọn làm chuyển màu. Chuyển màu nhưng mà với cái hướng màu là chéo. Chéo từ bên trái trên xuống phải dưới. Chéo lần chéo như này này. Đấy. Tôi chọn một cái hình này. Tôi chọn vào đây. Nhớ và tôi bấm nhầm, cái chỗ này là phải chọn vào cái này đấy, cái chỗ này kệ nó, còn bây giờ tôi chọn cái tôi bấm chọn cái hình hình vuông này này đó và chọn vào chức năng này nhé. Và ở đây tôi chọn cái vào cái chỗ này và cái chức năng này tôi vẽ cái hình như này đấy. Thì bây giờ còn cái này tôi phóng to thì là nó sẽ đẹp rồi. Di chuyển lên này, đấy. Xong cùng là tôi cái hình này tôi xóa đi. Đấy, thì như vậy, đây là vẽ được cái hình nhà, cái hình nhà nó là cái này là tôi làm theo đúng cái đúng theo cái bài số cái bài nhiệm số 3 của cái bài 13 thì đúng là phải có người mà là có cái con mắt nghệ thuật thì mới làm được. Chứ bản thân bây giờ tôi không thể nghĩ ra cái này vì tôi không hề có một tư duy gì về hội họa cả. Chứ tôi không thể nghĩ ra được cái bài này cho học sinh làm. Và thậm chí nó phải cả là người mà có cái tư duy một chút về nghệ thuật, về hội họa thì mới làm được. Rồi bây giờ tiếp theo là tiếp theo trong bài 3 này nó có một cái mô tả cái gọi là gì nhỉ? Nó mô tả bốn cái phép toán khi chúng ta tạo ra cái các đối tượng ấy.
thì đây thì nó có bốn phép toán sau đây này. Phép toán chúng ta vào cái path nó có bốn phép toán là phép hợp của hai đối tượng, phép trừ là lấy cái đối tượng dưới nằm phía dưới trừ ra trừ đối tượng trên. Intersection là giao hai đối tượng. Exclusion là hiệu đối xứng, là lấy những phần nào mà lấy hợp của hai đối tượng mà bỏ đi phần giao đi. Còn division là lấy cái đối tượng phía dưới nhưng mà chia ngăn ngăn ngang được chia cắt bởi các bởi bởi, bởi đối tượng trên. Đó. Thì cái hình này là cái hình bìa. Cái bài này tôi sẽ làm một vài cái bài mẫu cho chúng ta xem nhé. Đây. Bìa chúng ta tạo ra cái hình hình đám mây chẳng hạn. Bìa các bạn là dùng cái hình tròn này, chúng ta sẽ tạo ra một vài cái hình như thế này. Đây, hình này bìa nó là cái tôi tăng cái số này lên nhé, nó sẽ là như thế này. Phải bìa tôi để sang một là màu đen chẳng hạn, đen nhé. Một bấm shift này. Đấy. Cho nó nhỏ đi một tí. Rồi. Bây giờ tôi phóng to lên này. Đấy. Là bây giờ tôi chỉ việc copy thôi, bấm đây này và bấm hoặc là bấm chuột phải chọn duplicate, hoặc chúng ta sẽ đây nó, của nó là hình tròn, tôi làm lại tròn. Trong bài tập vẽ hình tròn nhé, bấm bấm phím control nên nó ra tròn. Đấy. Thì bây giờ bấm vào đây để vào làm này, bấm chuột phải chọn duplicate, cái thứ hai nằm ở đây, hoặc là bấm chuột phải hoặc là bấm đúng cái hoặc là bấm căn số D nhé, căn số D nó cũng được luôn, căn số D đây cũng được, nó cũng được luôn, căn số D nữa này thì nó được luôn nữa, căn số D nữa này. À, cái bài này của tôi là tôi không nhầm lẫn hết nhé, tôi bị nhầm lẫn. Tôi làm lại này, tôi phải bấm đây, tôi phải chọn là no fill. Bấm đây, chúng ta hủy cái fill đi. Nó sẽ chuẩn hơn. Đấy. Bấm đây, ta hủy hủy cái chức năng tô màu đi. Rồi. Bây hình này tôi sẽ chuyển dưới này. Rồi. Bây giờ tôi muốn là tôi chọn tất cả nhé. Bấm đây này, chọn tất cả. Đấy. Chọn đồng thời các hình này và tôi vào cái lệnh là path và chọn cái lệnh là union, nó sẽ ra cái hình như này. Tôi chưa làm hết nên bị lỗi nhé, bấm control z tôi làm lại này. Ở đây tôi phải cho nó vào nó mới đấy, làm lại thì bây giờ mới được nhé. Đây path chọn union nó ra được cái ra hình này, cái đám mây nhé, được chưa? Đó. Bây giờ tôi làm thêm một cái bài tập nữa, tôi làm cái bài nhiệm vụ 2 của bài này nhé, làm lại cho bạn xem lần nữa để chúng ta xem. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta bấm shift căn chuột phải chúng ta để lên trên cho nó dễ. Rồi này tôi làm ở đây nhé. Đấy. Tôi làm như sau này, bây giờ đầu tiên tôi vẽ cái hình vuông như này, hình tròn nhé, tôi làm ba cái hình vuông, ba cái hình tròn. Mà tôi cái hình số A đấy nhé, bấm chuột phải chọn duplicate hình số 2 tôi để ở đây nhé, số 2 bấm chuột phải chọn duplicate và tôi kéo lên đây, đây là hình số 3 nhé. Đấy. Sau đó tôi sẽ làm như này, tôi cũng duplicate lần nữa để tôi kéo cái này, duplicate lần nữa để sang bên này và bây giờ tôi vẽ một hình vuông để tôi nối lại, tôi lại nhé, tôi nhỏ nhỏ lại, tôi vẽ một hình vuông để ở đây và tôi tạo hình vuông bấm phím rồi và tôi đưa cái này vào, được chưa? Rồi tôi bây giờ muốn cắt này, muốn cắt để tạo thành cái này là nó khuất ở đây, thì cái hình vuông này tôi vừa để xuống dưới, hai này là ở trên, bấm vào đây và tôi chọn nút này là xuống dưới cùng, thì là cái lệnh hiệu nó mới được nhé, xuống. Rồi bây giờ tôi chọn cái này và cái này, hai cái này và chọn cái lệnh là cái lệnh là hiệu, cắt đi phần này
chọn cái này và cái này, bộ phim tiếp thì chọn cả hai cái nhé. Đấy. À, lần nữa là pause different hiệu nữa tôi ra cái này. Và bây giờ tôi sẽ kéo cái này vào đây. Kéo cái này vào đây. Đấy. Có thể cho to thêm một tí cho nó đẹp. Đấy. Và tôi đánh dấu tất cả lại. Tôi dùng lệnh là union thì nó sẽ ra được cái hình của chúng ta. Đấy, tôi làm hơi xấu đúng không? Trong hình rất đẹp, phải là người có khiếu một chút thì phải đẹp được bản thân. Sau đó với tôi màu nó, tôi màu này thì ra là cái bài số 2. Như vậy là tất cả các bài này nếu các bạn làm tỉ mỉ thì làm được, nhưng mà sẽ mất thời gian. Thì ở trên lớp mà chúng ta mà không làm được ấy thì chúng ta không được, thì chúng ta sẽ chuyển sang cho sinh về nhà làm, chứ ở trên lớp không làm được nhé. Rồi thì đó là cái bài số 2. Bây giờ tôi sang cái bài số 3 là chúng ta làm việc với cái đối tượng đường. Rất là sơ lược thôi, rất là sơ lược. Và một chút về đối tượng chữ thì càng rất đơn giản nữa, nhưng mà tôi nói về đối tượng đường trước. Nhá, về đường này. Đối tượng đường, cái bài 14 là việc với đối tượng đường. Thì hoạt động 1 này là chỉ so sánh hai hình để mà chúng ta quan sát, thì mình hình dung là một cái hình là đối tượng làm đối tượng đồ họa hình góc là hình vuông, làm đối tượng góc chúng ta đã biết làm đối tượng là một cái hình toán học đã biết rồi. Còn hình thứ hai làm cái hình mà nó không có hình dạng như vậy để chúng ta hiểu làm đây là một đối tượng khác, để phân biệt được làm đối tượng hình cơ bản và đối tượng đường là như thế nào. Đối tượng đường nôm na là cái đối tượng gồm có các đường đường thẳng hoặc là đường cong hoặc đường cong. Và hoạt động 2 là chúng ta là tạo ra một đối tượng đường cơ bản và làm rất đơn giản thôi. Và chúng ta chỉ làm việc với một đường cong thôi, đường cong gọi đường cong Bezier và chỉ dạng rất đơn giản thôi. Và đối tượng 3 là tìm hiểu một đối tượng văn bản rất đơn giản, và nhiệm vụ của chúng ta là gắn cái text này vào với cái đường cong kia. Như vậy là cái bài 14 này tuy là nó hơi phức tạp nhưng mà thực chất chúng ta chỉ làm rất đơn giản thôi. Là chúng ta dùng cụ pen này. Cụ pen là cụ là tạo ra các cái đường là đối tượng đường. Thì đối tượng đường là nó có rất nhiều loại, để nó có 1, 2, 3, 4, 5 loại, nhưng mà chúng ta chỉ học một thứ thôi là cái này nó là đường cong Bezier. Cong Bezier thì ở đây tôi mô tả các bạn nhé. Rất đơn giản, chúng ta làm rất đơn giản thôi. Thì cong Bezier là như này. Là như sau này. Và đường cong Bezier là như thế này. Đây là cách chúng ta tạo đây. Là cách tạo một cong Bezier là như này. Đây tôi mô tả cái thao tác đơn giản. Là bước 1 là nhấy chuột tạo điểm đầu tiên. Sau đó là lần lượt nhấy chuột tạo điểm thứ 2, 3, N. Thì máy sẽ nối được thành đường thẳng nối. Vậy điểm 1, điểm 2, điểm 3 máy sẽ làm cái đường pass là một cái đường cong nhưng mà đường thẳng nối vào với nhau. Để kết thúc thực hiện thì chúng ta sẽ là một trong hai cách, trong ba cách. Một là nhấy lên điểm đầu tiên thì tạo ra một đường cong kín. Hai là nhấy chuột phải tức máy dừng lại. Và ba là cách thứ ba là chúng ta nhấn đúp chuột tại điểm cuối cùng. Thì đây bị tôi mô tả các bạn cái lệnh đó nhé. Đây. Chúng ta vào cái lệnh này. Đây. Khi ta bấm vào đây thì ở đây hiện ra rất nhiều cái, đây là cái thanh thanh tùy tùy chọn thực tính mà nó có là 1 2 3 4 có 5 kiểu đường cơ, mà chúng ta chỉ chọn một kiểu, kiểu này thôi. Cái này là kiểu mà nó đơn giản nhất. Thì cái này kiểu này là như sau này. Chúng ta nháy chuột. Đấy, và ra là bạn có nháy lần thứ hai, nháy lần thứ ba, nháy lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Muốn kết thúc thì chúng ta nhấn nút vào đây hoặc chúng ta đưa vào đây, chúng ta bấm hoặc bấm chuột phải, nhé là nó dừng này, là nó dừng và tạo ra một cái đường cong là một cái gọi là đường cong nhưng mà nó thẳng đấy. Thế bây giờ tôi thì đối với đường cong này thì các đường này có thể là cong hoặc thẳng nhé. Thì các cái điểm này nó gọi là các cái điểm neo hay không nào. Thì điểm neo nó có rất nhiều loại. Thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn nha, chúng ta bấm vào đây và thì nó hiện ra các cái điểm neo ở đây, điểm neo này. Thì cái điểm neo nó có là 1 2 3 4 loại. Đấy, nhưng mà ở đây chúng ta không cần biết nhiều, chúng ta chỉ cần biết cái đây, cái điểm neo này này là điểm neo nhọn, điểm neo nhọn là chính cái điểm này này, là nhọn. Còn đây là ba loại điểm neo trơn.
điểm neo trơn này là hai bên trơn không không đều nhau, còn đây là trơn hai bên đều nhau, còn đây là trơn tự động. Nói chung là để mà chúng ta có thể nhập, có thể dùng cái đối tượng này để vẽ hình đẹp là khó lắm các bạn ạ. Tôi nghĩ là phải có rất là người có phải có kỹ năng rất là nhiều, làm rất nhiều và có cái năng khiếu hội họa thì mới vẽ được hình đẹp. Nhưng mà đây chúng ta không 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 cần nhiều đâu, vì trong sách này trường giới thiệu ngắn và cho sinh làm một bài một những phần này thực hành chỉ có là hai ba thực hành đơn giản thôi mà. Cho nên là đây bây tôi bây giờ các bạn ta thực hành một vài cái nhé, để chúng ta hình dung như là như nào nhé. Thính điểm này này là điểm chúng ta sẽ dùng các kỹ năng này, chúng ta cứ bổ sung điểm neo này, xóa điểm neo này và thay đổi điểm neo. Để cho các bạn xem nhé, đây này. Bây giờ tôi làm như sau này, tôi dùng chức năng này nhé. Bây giờ tôi bấm vào cái chỗ này, bấm vào cái đây là một cái, đây là một đoạn này, bấm vào đây nhé và bấm vào đây thì sẽ bổ sung một điểm neo ở giữa. Bấm vào đây đấy mới tạo ra một điểm neo phóng to cho ta nhìn rõ nhé. Đấy, điểm neo ở giữa này thì điểm neo ở đây có điểm neo rồi, chúng ta có thể bấm vào đây chúng ta di chuyển đấy. Nhé. Chưa, bây giờ tôi muốn là biến cái điểm neo lần này thành cái điểm neo loại này thì tôi bấm đây này, nó sẽ ra nhé, bấm đây này đấy. Thì bây giờ tôi có thể tôi di chuyển nó hơi khó một tí đấy, nó cong cong chưa, cho nên nó có hai cái điểm, hai cái đây nó lại đây là hai cái điểm này là điểm điều khiển này đấy, đấy thấy không nào, điều khiển. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm thử các bạn, đây là mẫu cho các bạn, tôi lấy ví dụ cho ta làm thử. Bây giờ tôi thử vẽ cái này, bây giờ tôi thử vẽ hình này nhé. Này tôi sẽ thử vẽ hình này. Hình cánh con chim nhé, đây tôi là thử như vậy nhé. Thì vẽ như nào? Cái này thực ra làm là có rất nhiều cách vẽ. Nhưng mà tôi thử với tôi vẽ như này. Cho nó nhanh nhé, đây tôi là thử các bạn xem, đây, tôi vẽ như này. Tôi sẽ dùng cái công cụ này. Tôi sẽ vẽ hàng, tôi dùng bia sau này tôi tăng một tí đấy. Đây làm lại này, làm lại nhé, xóa này, làm lại dùng cái này này, đây được chưa, gọi cũng chuột phải rồi đây nhé. Bây giờ tôi tăng cái chiều rộng lên, tôi tăng cái viền cho to đi để dễ nhìn thôi. Đấy, rồi. Nhỏ lên một tí. Bây giờ tôi muốn cho này nó cong cong cái này. Thì làm như nào? Tôi muốn cong như này này. Thì tôi sẽ phải tạo thêm một cái điểm neo ở giữa và biến nhau thành 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 cái đường thành cái điểm trơn ở cả hai đều bằng nhau. Đây tôi làm như sau nhé. Đây. Tôi bấm vào đây. Đây là công cụ tinh chỉnh. Tôi bấm vào nút này. Và tôi bấm chọn là đây là tạo thêm một điểm, tạo thêm một cái điểm neo ở giữa đây. Tôi bấm vào bên này. Và bấm vào đây và bấm lên tạo điểm neo. Được chưa? Cái điểm neo này tôi bấm vào đây và tôi chọn điểm neo là điểm neo thuộc dạng này này, là trơn hai đầu. Bấm vào đây và chọn điểm neo là trơn hai đầu. Hai đầu bằng nhau. Và bây giờ tôi sẽ kéo thả. Ô ô. Hai đầu đấy, khó lắm các bạn, không dễ thế nào luôn. Tôi kiểm tra sẵn lại thế nhỉ, nốt à, đây không phải nhầm, đây là không nhầm, đây là nút đối xứng, không phải, tôi phải tôi nhầm mình nhé, tôi làm lại phải là nút này cơ, tôi nhầm. Đấy, các bạn thấy là nó rất là khó đấy. Bây giờ tôi làm lại cái này, nhưng tôi bấm vào đây này và chọn là nút này đấy thì nó mới được. Ồ cái nút này à, nút này phải là nút là vẫn là nút này đấy, đấy. Tôi vẽ lại. Bạn thấy nó hơi khó nhé, bây giờ tôi làm lại này, làm lại này. Vẽ cái đường cong nó nhé, đây làm lại này, đây này này này, nói chung là cái này nó phải có cái mình chỉ hiểu về nguyên tắc thôi, còn cái người mà nó có trình độ là họ làm nhanh lắm. Không chuột phải này nhé, bây giờ tôi làm sau này, tôi bấm vào đây này, chọn cái này này mà bấm vào đây này,
Thế bây giờ tôi sẽ em chọn chọn cho là nút này, bấm vào đây và chọn ra là cái nút này và tôi cho lên này. Đấy, đấy chắc hợp lý rồi nhé. Bây giờ bấm bên này và chọn thêm một nút và sau đó tôi chọn vào nút này nhầm nhé. Đấy, đấy. Lại bị nhầm rồi đấy. Dễ nhầm lắm ấy. Đấy, này. Đấy, hai đây nhé. Đây là tôi vẽ được cái vẽ được cái đường cong như vậy nhé. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục cái lệnh là đây tôi tạo một cái chữ này, bố mình chọn chữ này, tôi chọn cái chữ ví dụ như là hòa bình này, chữ này to quá đúng không? Hòa bình nhé. Sau đó tôi sẽ tôi sẽ gắn, tôi sẽ chọn đi cái này mà chọn cả cái hai cái này và tôi chọn cái lệnh là text và chọn cái lệnh là push on pass thì máy nó sẽ đưa cái chữ này lên trên cái chữ này, lên trên cái chữ hòa bình nó lên cái đường đường cong này thì đó chính là cái đây chính là cái bài tập mà đây chính là cái đây chính là cái nhiệm vụ hai, nhiệm vụ hai nhiệm một thì nó không thì nó cũng hơi khó các bạn phải làm lấy nhé. Đấy, như vậy tôi vừa mới trình bày rất là nhanh một vài cái cái phần mà liên quan sách của chúng ta, nhưng mà tôi muốn nói về mặt toán học, về mặt công cụ của phần mềm nhé. Thì lần lại một chút về cái đường cong này, về trên lại nhé. Như vậy như sau này đây nhé, này nhắc lại nhé, cái này này chúng ta có thể tạo đường cong như sau này, chúng ta nháy chuột này và nháy chuột này, nhưng mà chúng ta có thể vừa nháy chuột và dê chuột thì máy tạo ra luôn là cái đường cong luôn đấy, đường cong luôn, xích được cong như này tôi thả nó ra đấy, như vậy là tạo cái chuột là tạo ra một đường cong nhé. Đấy. Đấy, đường cong như này đấy. Thì bây giờ tôi vẽ lại cho thử nhé, bây giờ mà tôi làm lại cho các bạn xem này, bây giờ tôi không chuột phải này dừng nhé, đây ôi đúng ở đây chứ, đúng ở đây nhé, nhưng mà thấy khó đấy cái bài này này. Ừ. Đây nhé, bây giờ tôi làm thử cái bài, tôi làm thử theo cách khách khác nhé. Bấm chuột này. Tôi không bấm cho từ đây này, sau đó thì là cũng nhầm hay sao nhỉ, ở đây là nhầm nhầm bạn. Tôi thử vẽ lại cái cánh chim xem như thế nào nhé, tôi thử tôi làm tôi chưa, tôi bấm vào đây này, cánh chim này bấm vào đây nhé, xong ở đây này bây giờ tôi sẽ dê chuột một tí để tôi tạo ra cái hình cong như này. Đấy. Xong mình cong tôi vào đây nhé, đây rồi xong tôi để ở đây đấy. Ra đây tôi lại dê chuột một tí thành đường cong như thế này, thời gian cũng không không đẹp lắm nhé. Rồi và đến đây tôi sẽ dừng lại ở đây, thấy chưa, không đẹp lắm, phải là cái người mà phải là cái người có khiếu hơn thì họ sẽ vẽ đẹp hơn là tôi, nhưng mà đây tôi lại nói cách chúng ta làm thôi. Như vậy chúng ta có thể tạo ra các em tạo ra các cái đường cong là các khúc thẳng, sau chúng ta sẽ chèn thêm các điểm neo vào, chúng ta biến điểm neo thành 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 điểm cong cho ta ra sẽ dịch chuyển. Tôi kiểm tra điểm này có bao nhiêu điểm neo nhé, bấm vào đây là chọn này, nó có là một điểm neo, là hai điểm neo này, ba điểm neo và bốn và năm điểm neo. Cái điểm neo này là điểm neo trơn này, đó, neo trơn. Điểm neo này là điểm neo góc này, cái này là điểm neo góc này, chúng ta có thể dịch chuyển, ta dịch chuyển. Đấy. Khó lắm kìa, nó rất phức tạp luôn, nó không không đơn giản. Mà đây chúng ta nhớ lại nhé, đây là các cái đoạn ở đây, các cái đoạn đây nó là một cái path gồm có nhiều đoạn vào, chúng ta đây là lệnh là bổ sung một một điểm neo vào ở trên đoạn hiện thời nhé. Đây là lệnh lệnh mà xóa một điểm neo, bây giờ bấm vào đây này, bấm lên xóa này thì nó sẽ bỏ cái điểm neo đi và cái đường này nó thẳng ra. Được chưa?
Đây, bỏ qua lại này nhé. Đây là ta chuyển đổi kiểu của điểm neo. Nhắc lại, đây là điểm neo góc này. Đây là điểm neo trơn này. Đây là điểm neo đối xứng. Hai bên rất là khó xử. Đây là điểm neo tự động. Nó là tự động trơn. Nhưng mà trong ở trong sách cũng nó đầy đủ đấy. Rồi. Còn đối tượng là đường, đối tượng là văn bản. Văn bản này, nhắc lại chúng ta có hai cách tạo văn bản. Một cách là chúng ta nháy chuột và gõ chữ. Gõ chữ trên và chúng ta có thể dùng con trỏ, chúng ta có thể chỉnh sửa bất kỳ đây, con trỏ chúng ta có thể tô màu, ta có đặt màu màu sắc cho nó này, chúng ta có thể đặt các cái lệnh như là đây là lệnh rất phức tạp. Đây này thì chúng ta thật ra chúng ta khuyên các bạn không 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 cần dạy cho học sinh cái này, nó tương đối khó, là những lệnh là liên quan đến làm đây. Đây là khoảng cách giữa hai cái line, giữa dòng trên và dòng dưới. Còn đây là cái khoảng cách giữa các ký tự. Bấm này nó có nhiều loại, đây là khoảng cách giữa giữa hai ký tự nhé. Đây là cái chỗ này là đây khoảng cách giữa hai đây khoảng cách giữa hai chữ này. Còn đây là cũng thế đúng không? Đây là cho nó hạ xuống này, hạ xuống hay là nâng lên này. Đây là vô thì cần cơ là nó cho cái chữ là hạ xuống, vì tôi muốn chữ hà này, chữ nội là hạ xuống nhé, cái bóng lên nó sẽ hạ xuống, hạ xuống thấy không này. Đây là cái gì đây, đây là spacing giữa các chữ, chung là nó khá phức tạp. Đây là xoay này, đây là xoay chữ này, như vậy nó có rất nhiều những cái đấy, có những xoay chữ đấy không. Nên là các cái tinh chỉnh, mình có thể là tạo chữ và tinh chỉnh cho từng chữ một, hay là cho một nhóm chữ. Đây là cái tính năng đặc biệt khi dùng chúng ta dùng để chúng ta tạo ra các chữ nó lên xuống khác nhau, tạo ra hiệu cho đẹp. Tóm lại là cái phần escape của cái tin 10 là dù là chỉ có 3 tiết thôi, thực ra là rất là ít, rất là ít. Chúng ta không nên tham quá, và chúng ta dạy thậm chí là không cần đúng ngành sách giáo khoa cũng được. Chúng ta có dạy phần lý thuyết thôi, còn phần thực hành chúng ta có thể là học sinh không làm hết, chúng ta có thể cho học sinh làm vào nhà làm tiếp. Được chưa? Thì đây đó, như vậy thì đây là tôi vừa nói xong hết tất cả phần mà tôi muốn nói rồi đấy nhé. Công cụ pen này, đây là công cụ biến một cái object thành thành path. Chúng ta có thể biến một hình vuông, một hình tròn, một hình ellipse thành một cái path, và chúng ta có thể thành thành cái đường, và chúng ta có thể là thao tác trên cái đường đó, tinh chỉnh các cái điểm neo trên đường đó như bình thường. Đó. Chưa? Và mình đang làm bài thành tổng hợp. Đấy, tôi vừa mới trình bày xong một lượt những cái phần mà tôi nói cho các bạn là trong cái buổi hôm nay. Bây giờ có ai có hỏi gì tôi sẽ trả lời nè. Ai có hỏi gì không về cái phần này? Tất cả nó chỉ có 3 tiết lý thuyết thôi, nhưng nó rất là ít. Rất là ít nha. Đợi thêm một chút nha. Alo. Nhưng mà bây giờ tôi đã bận một chút em ạ, lát nữa em qua lại nhé. Phòng chia dưới ngoài mình đang trên lớp một tí nhé. Đấy, nhưng mà nhắc lại các bạn này, đây là 1 2 3, đây là ba cái lệnh chúng ta có học để tạo ra các hình khối đơn giản. Thì đơn giản thôi. Còn chúng ta học cái gì đây nhé, thì bài này thôi. Tiếp theo là chúng ta học cái công cụ này để tạo ra đường cong đơn giản, chỉ dùng một đúng loại đường cong đơn giản thôi, là tôi vừa nói. Còn cái lệnh này là lệnh để dùng để tạo ra, để tinh chỉnh các cái việc tô màu bằng gradient. Tô màu là theo kiểu là chuyển màu,
từ màu này sang màu khác, thì có hai cái chuyển là chuyển màu trung tính là trên một đường thẳng và hai chuyển màu theo tâm đường tròn ra ra bên ngoài. Thì tất cả dùng cái công cụ để tạo ra cái gradient của riêng mình. Đấy, cái phần này, tôi cái phần này là phần tương đối khó mà phần phần trong sách giáo khoa cũng không nói. Thư chỉ viết và cũng có một dòng nó nghe thôi, mà trong sách thì không nói, mà nó hơi khó một chút. Thì bây giờ tôi nói lại các bạn. Nè, có ai hỏi gì nữa không nhỉ? Nha. Thầy ơi, Ơi. thầy thầy hướng dẫn lại cái phần phép ghép đối tượng cho em với ạ. Ghép nha. Vâng ạ. Bây giờ cùng chúng ta cùng nhau làm một bài nhé. Được không? Ghép đối tượng đây này, tôi cho các bạn xem ghép đối tượng nhé. Thì làm cho các bạn xem thôi, như này bạn sẽ thấy hiểu nhé. À, cái này bạn có hàng rộng rộng thoải mái này. Đấy. Đây nhé. Đây. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái hình vuông này nhé. Hình vuông đây nhé. Tạo ra một cái hình tròn ở bên ngoài này. Bên ngoài nhé. Và tôi để hình tròn là màu khác đi, tôi để hình tròn là màu này chẳng hạn, được chưa? Đấy. Thì đây nhé, đây là hình tròn, là hình tròn vẽ sau, hình tròn nó nằm phía trên hình vuông, thì ta gọi là hình tròn là ở cái tầng trên, hình vuông là ở tầng dưới. Thì chúng ta có thể dùng cái lệnh D để mà ta để chế độ chọn, công cụ chọn nhé. Thì đây là cái lệnh để ta chuyển lên, vì tôi muốn chuyển hình vuông đè lên hình hình tròn thì bấm vào đây là cái đây chuyển lên, à, bấm 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 hình vuông nhé, bấm vào đây nó sẽ chuyển lên là đè lên hình tròn, muốn hình vuông xuống tôi bấm hạ đây nó xuống, bấm lên hình tròn đây, hình tròn đang ở trên đây, bấm lên nó sẽ xuống đây, bấm lên nó xuống đấy. Còn có nhiều hình nhé, đây mà đây tôi vẽ thêm hình này đấy nhé, à, tôi vẽ thêm hình này. Ô kệ họ, mình tôi để cái này là ratio là 0.4 này. 0.4 này. Và chữ này tôi để là 0 thì nó sẽ đấy. Để cái này là 5 nó sẽ là hình này. Đấy, được chưa nhé? Này, vì tôi chọn màu màu vàng đây nhé. Đấy. Tôi cứ để nguyên cho nó đẹp, để nguyên cái được chưa nhé, đây nhé, bây giờ tôi kéo ra đây này, như vậy ở chỗ này là gì, chỗ này là bên là hình 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 sao là ở trên cùng, hình thứ hai là hình gì, thứ hai là hình là hình chữ nhật, thứ ba là hình tròn. Bây giờ tôi muốn sao là xuống dưới cùng thì tôi bấm vào đây và tôi bấm vào chỗ này nhé. Tôi chọn hình sao và tôi bấm vào chỗ này là nó xuống dưới cùng luôn, xuống dưới cả hình tròn luôn. Đấy, xuống dưới em làm phía dưới luôn, cuối cùng luôn. Như vậy đây là cái lệnh để mà thay đổi thứ tự các cái hình chồng lên nhau nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu này. Đầu tiên là lệnh hợp. Lệnh hợp là cái lệnh mà nó hợp cả ba hình này lại với nhau. Nó tạo ra một cái khối. Bây giờ tôi chọn cả ba hình đây. Ba hình đây. Đấy, và tôi chọn cái lệnh là pass union. Nó sẽ tạo ra một hình duy nhất và nó lấy cái màu ở cái hình ở phía cuối cùng. Nhé, đó là hợp. Đây là hợp cái biên lên giao, tôi bấm Ctrl Z tôi giao này. Giao là như sau nhé, đây tôi để cái này bên đây. Thì nó sẽ giao là vật chung của cả hai hình và là chọn màu của hình hình phía dưới. Đây tôi bấm vào đây và tôi chọn giao. Mình chọn giao, chọn là đi chọn intersection là giao này. Nó ra hình này. Thế nhé, gọi hiểu hiểu cái giao cho hai của hai tổ hợp chưa? Hai hình chưa? Bây giờ tôi nói là hình từ trừ thì nó lấy cái hình phía dưới và nó trừ đi cái trên. Đây. Bây giờ tôi để như này thì máy nó sẽ nó lấy cái hình dưới này, trừ cái trên nên còn lại phần này thôi, phần này nó bỏ đi nhé. Đây tôi màu cả hai này, tôi chọn cả hai này, và chọn lệnh trừ này. Nhé, trừ này. Đấy, nó còn lại này.
bị ngược lại nhé, ngược lại tôi để cái hình này, hình hình chữ nhật này xuống dưới, bấm vào đây dưới thì tôi chọn cả hai, thì khi trừ thì nó sẽ nó lấy lại phần này nó bỏ đi nhé, trừ này, pass này, difference. Còn chú ý là khi mà ta làm cái phép hiệu, ta phải chú ý là nó là làm cái nào mà dưới cái nào ở trên nhé. Việc tiếp theo là cái thao tác là exclusion, là thao tác là lấy cái phần bên ngoài này, lấy cái phần hợp và trừ đi cái phần ở giữa, trừ đi phần giao. Đây hợp trừ đi giao chính là hiệu đối xứng, và trong tiếng Anh nó gọi là exclusion. Là hai phần này mà trừ đi phần giữa. Còn cuối cùng là làm đây vì tôi để như này, tôi để cái này nó to ra thấy dễ hơn nhé. Đấy, để xuống dưới. Thì nó sẽ tạo như sau, nó sẽ lấy cái hình ở dưới và được chia cắt bởi các hình hình đẻ phía trên. Đây và cái này bấm vào đây và tôi dùng lệnh chia. Dùng lệnh là chia division. Thì nó ra cái này. Cái đường này là cái đường đúng là màu trắng, thì nó đang là màu trắng, đây là điểm màu đen nó thành màu đen. Được chưa? Đây là cái lệnh rồi. Thế thì mấy hình mấy hình tôi làm rồi đấy, hình mà tôi là làm theo đúng cái mẫu của trong chương trình nhé, cũng xem là cái điều này tôi làm thêm cái hình nữa cho bạn xem nhé, cái hình này này. Vì chúng ta tôi làm thử cái hình cái bài nhiệm vụ một của bài 3 nhé, vẽ cái lá và vẽ cái như cô Thư làm thì hơi khó đấy, các bạn làm như tôi vẽ cái khác, chúng ta thử vẽ nhé, là như sau này. Tôi lại ra đây nhé, này tôi làm như sau này, tôi không cô Thư là cô lấy hình chữ nhật xong cô biến chữ nhật thành pass, xong tôi cô ta xóa hai đỉnh phía trên đi, thành thành tam giác, như tôi làm luôn tam giác luôn cho nó dễ nhé. Đây tôi bấm vào nút này mà tôi vẽ tam giác này, một này, hai này, ba này, bốn. Anh vẽ xong bây giờ tôi sẽ tinh chỉnh để sao cho là cái này nó vào giữa, đây đây hình tam giác cân, tam giác cân ngay nhé. Rồi thì bây giờ muốn cho nó thành công, tôi sẽ biến hai cái hình này, hai cái điểm này thành 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 trơn, bấm vào đây này, bấm vào đây này và chọn nó là trơn. Ui rồi, xin lỗi, nhầm, làm nhầm 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 bấm vào đây và chọn thành trơn thử xem nhé, trơn này, bấm vào đây và chọn thành trơn. Đấy, cũng được, gần được rồi đấy, tôi có thể tinh chỉnh một chút nữa cho đẹp, nhưng tinh chỉnh rất là khó luôn đấy, tôi để cái này lên trên này. Ôi sai ngay lập tức luôn nhé, nói chung là khó lắm, nói chung là bây giờ tôi làm tiếp tục bên này một tí này, tôi vẽ thêm một đường nữa vào đây nhé, tôi dùng lệnh này này, dùng lệnh này này, tôi sẽ tạo thêm một đường nữa ở đây. Vẽ khó lắm đấy nhé, chỗ này tôi vẽ ra đây này. Xong tôi vẽ đây một tí này. Đấy. Và bây giờ tôi chỗ này tôi làm cho nó cong lên một tí. Bấm vào đây này, chọn cái chỗ này này và tạo thành cái đường cong. Đấy. Thì tự nhiên vậy tôi mở tạo được cái hình hình lá như này. Một cái bài có thể nó có nhiều nhiều những cái là khác nhau nhé. Đấy. Được chưa nào? Thôi chúng ta nói thế đấy nhé, chúng ta nghỉ thôi nhé, vì tôi cũng chỉ đối với tôi như vậy là hết rồi đấy, hết sức rồi, vì tôi không bản thân tôi không là phần này tôi không viết, mà tôi bản thân tôi cũng nghĩ tôi không hề có khiếu nào về 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 hội họa cả, chỉ phần này tôi không, tôi chỉ nói các bạn với tư cách là người làm tin học thì nên tìm hiểu nó như thế nào, các cụ ra làm sao thôi nhé. Như vậy các bạn chúng ta cần cần nhất cái công cụ này để vẽ này, chúng ta nhớ cách vẽ này, và mỗi cụ như vậy chúng ta nhớ là cái thanh trên này là thanh thủ tính công cụ, thanh điều khiển thủ tính là nó gồm có cái gì để chú ý, công cụ nó có các thủ tính khác nhau, đây chính là các cái tham số đầu vào của các đối tượng đấy, và hội thoại chúng ta cần nhất hội thoại là tô màu và viền thôi, còn đây dưới này là cái bảng màu, cách chọn màu, tô và màu,
và màu viền. Còn riêng đối với tô thì chúng ta chú ý là cái tô bình thường thì dễ rồi, nhưng mà cái tô theo gradient là hơi khó một chút, tô theo gọi là tô chuyển màu, thì chúng ta dùng công cụ này, công cụ để tạo ra cái gradient đó. Đấy, ta sẽ chọn ví dụ này, tôi vẽ nhé, là tô màu đã. Bây giờ đây thì tô màu cái này nhé, tôi bấm vào cái này. Tô màu, sau đó là tôi sẽ dùng gradient, tôi lấy ví dụ gradient này thì tôi tô màu. Tô màu theo như này. Ui. Nhưng mà đây chứ, bụng đen nó ra cái đó. Ví dụ như vậy. Thôi nhé. Tôi chỉ làm ấy thôi nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Các bạn có hỏi gì các bạn Em cảm đưa ơn lên thầy nhóm, ạ. tôi sẽ trả lời sau nhé. Thôi là tôi cũng không trả lời, tôi sẽ hỏi, tôi sẽ bảo thư cho em. Cảm ơn thầy ạ. Vâng, Em chào thầy. chào các bạn. Chào thầy, em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy ạ.